Có lẽ là để tranh thủ thì chúng tôi có một phần chia sẻ rất là nhanh, bạn bạn Quyên của cán bộ của Sipo về mảng dệt may cũng sẽ nói rất nhanh về cái cơ hội tới đây của hiệp định EVFTA đem lại. Chắc là Quyên sẽ nói rất ý, rất là chính như tính, nhưng phần nhanh càng nhanh càng tốt. Thì sau đó mình sẽ tham gia trả lời vào cuối buổi. Dạ, em xin chào mọi người ạ. Em không thể share screen được, chị Trang có thể share giùm em không? Đây, chị share luôn. Về EVFTA thì như mọi người đã biết thì trong năm sắp tới đây năm hai vào tháng 7 2020 thì Việt Nam mình sẽ ký tiến tới ký những cái lần cuối cùng của hiệp định EVFTA. Về tổng quy mô nhập khẩu của thế giới hiện tại là trên 250 tỷ USD, trong đó EU là thị trường nhập khẩu lớn nhất chiếm 34%, thì phần xuất khẩu của dệt may Việt Nam sang EU mới chỉ chiếm khoảng 2,7%, do đó là thị phần của chúng ta, cơ hội của chúng ta đối với EVFTA rất là lớn, với thị trường châu Âu rất là lớn ạ. Với hiệp định EVFTA thì 100% các mặt hàng dệt may của Việt Nam sẽ được giảm thuế nhập khẩu về 0% sau tối đa 8 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực, theo 4 lộ trình cụ thể là lộ trình A, B3, B5 và B7. Cụ thể của mỗi lộ trình là A, lộ trình A thì thuế quan sẽ được xóa bỏ về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực. B3 là sẽ giảm 3% một năm, thuế được giảm dần đều trong vòng 4 năm và về 0 sau 4 năm. B5 giảm 2% một năm là về 0% sau 6 năm. B7 là giảm 1,5% thuế về 0 sau 8 năm. Theo số liệu thống kê năm 2018 thì các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam vào EU chiếm thị phần rất nhỏ so với nhu cầu nhập khẩu của EU. Các anh chị có thể xem cái biểu đồ ở phía trên và có các cái số liệu ạ. Em lấy ví dụ cụ thể một nhóm hàng, ví dụ như nhóm 6204. Thì nhóm 6204 năm 2018 mình xuất giá trị xuất khẩu của Việt Nam là 585 triệu USD, trong khi đó EU nhập khẩu từ các nước trên thế giới cho cái nhóm sản phẩm này tổng giá trị lên đến 27 tỷ USD. Theo EVFTA thì nhóm A là nhóm có lợi thế nhất, chúng ta cần gia tăng tỷ trọng nhóm này để tận dụng lợi ích từ EVFTA mang lại. Tỷ trọng các nhóm hàng của Việt Nam đang xuất sang EU hiện nay theo 4 lộ trình thì mọi người có thể nhìn trên mọi người có thể nhìn thấy trên sorry em tắt cái lò mình để tiếp. Tỷ trọng các nhóm hàng 4 lộ trình thì dựa theo bản đồ mọi người có thể thấy nhóm A hiện nay nhóm A chỉ chiếm khoảng 18%, trong khi đó nhóm A theo EVFTA là nhóm có lợi nhất. Thì Việt Nam chúng ta, các doanh nghiệp Việt Nam cần gia tăng tỷ trọng nhóm này để tận dụng lợi ích tối đa từ EVFTA mang lại. Bốn lộ trình của EVFTA và mức thuế hiện tại, ví dụ cụ thể áp dụng lên nhóm sản phẩm 6203 và EVFTA dự kiến có hiệu lực từ tháng 7 2020, thì trong một nhóm sản phẩm 6203 đã có nhiều lộ trình áp dụng trên theo từng mã hết, thì đa số sản phẩm của nhóm HS, nhóm 6203 này thuộc nhóm B5.
có nghĩa là giảm 2% một năm. Theo EVFTA thì những nhóm sản phẩm thuộc lộ trình A sẽ là nhóm có khả năng cạnh tranh nhất sau khi hiệp định có hiệu lực, tức là nhóm sẽ về không ngay. Trong đó, các nhóm sản phẩm thuộc lộ trình A cũng là nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, như một phần thuộc nhóm sản phẩm có HS Code 6204, 6203, 6104, 6211, 6105, 6103 và nhóm HS Code 5205 sợi bông cũng đang thuộc lộ trình A. Nhóm 6305 cũng vậy. Song song đó, các nhóm hàng mà đang gặp cũng đang gặp thách thức dựa theo thuế suất cơ sở trong EVFTA cho hàng may mặc hiện nay là 12%, thì từ mức thuế này các mặt hàng sẽ về không ngay khi hiệp định có hiệu lực hoặc theo lộ trình B3, B5, B7. Hiện tại phần lớn mặt hàng Việt Nam đang hưởng mức thuế suất GSP tiêu chuẩn 9,6%. Trong năm đầu tiên hiệp định có hiệu lực, thuế suất thuế nhập khẩu theo EVFTA sẽ bị đẩy cao hơn so với mức thuế 9,6%, tức là nhóm sản phẩm thuộc hai lộ trình B5 và B7 sẽ bị ảnh hưởng. Nhóm B5 giảm 2,2% một năm, tức năm đầu ở mức 10%, lớn hơn mức 9,6% đang hưởng từ GST. Nhóm B7 giảm 1,5% một năm, tức năm đầu ở mức 10,5%, lớn hơn mức 9,6 đang hưởng. Các nhóm sản phẩm có HS Code 6204, 6203, 6104, 6211, 6105. Một phần của các nhóm này đang thuộc lộ trình A nhưng vướng quy tắc xuất xứ từ vải trở đi. Thực trạng của ngành vải Việt Nam. Thực trạng của ngành vải Việt Nam thì điều kiện vải phải đáp Việt Nam chưa đủ vải. Việt Nam chưa đủ vải đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật để xuất sang thị trường châu Âu. Cũng như ngay trong cùng một nhóm sản phẩm cũng có nhiều lộ trình, như cụ thể ở cái nhóm 6203. Phần của nhóm này thuộc lộ trình A nhưng chỉ chiếm giá trị xuất khẩu khoảng 2% so với các sản phẩm thuộc lộ trình B5 trong cùng nhóm là 92%. Các thách thức nói chung thì ngoài quy tắc xuất xứ từ vải trở đi của hiệp định EVFTA vẫn là thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam. Thực trạng thì ngành dệt may Việt Nam chưa đủ vải chất lượng cao phục vụ xuất khẩu vào EU. Việc mua vải trong nước chủ yếu mua từ các doanh nghiệp FDI có giá bán thường cao hơn so với các sản phẩm cùng loại nhập từ Trung Quốc. Giá nhân công trong nước đang tăng, buộc doanh nghiệp phải có chiến lược phù hợp, tận dụng được lợi ích từ EVFTA cũng như linh hoạt thích nghi với thị trường sau đại dịch. Một thách thức khác nữa là thời gian giao hàng dài sẽ làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp đối với các yêu cầu mới của thị trường sau COVID, sau đại dịch. Em xin hết ạ. À.